Phúc Nguyệt chào mọi người. Tối hôm nay ngày 3 tháng 8 mình có một số cây hải châu vô lô đếm được người. Có một số tỉnh thành mình sẽ không ship đi được do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Khách chốt cây thì vui lòng chuyển khoản một ít, tầm 200 mình sẽ ship cây. Tối nay mình sẽ báo giá cho mọi người tham khảo một số cây hải châu. Đầu tiên là cây hải châu mã D1. Giá giao lưu là 850 bao ship. Kỳ hải châu hai thân nhìn rất là hay. Cây này cao 52. Tán ngang là 45. Phần thân to nhất là 12. Mã D1 giá chỉ 850 mình bao ship. Cây tầm trung, cây đã đi hai nước dây, giá trị 850 mình bao ship. Cây gốc rất là to, khoảng thân 12, giá trị 850 mình bao ship. Đây là cây hải châu mã D2, giá là 1.400.000 mình bao ship. Một cây cụm rừng 4 thân, cây đang có trái trên cây. Cây đã thuần chậu lâu năm, cây có chiều cao là 42, tán ngang là 45. Cây đang nằm chậu 26 và 18, giá là 1.400.000 mình bao ship. Cây thuần chậu lâu năm, cây đang có trái trên cây, giá trị 1.400.000 mình bao ship. Cây hải châu mã D2, cây này hai mặt đều rất là đẹp. D3, giá là 350 bao ship. Cây hải châu hai thân dáng mẫu tử, cây vừa đi sơm được một nước dây, giá trị 350 bao ship. Cây có chiều cao tầm 35, tán ngang tầm 32, giá trị 350 bao ship. Còn tổng hai thân là 17. Cây tiếp theo là cây hải châu mã D4. Giá là 900 bao ship. Cây chỉ cần đã nuôi rất là to, cành đã nuôi bằng ngón tay, cây thuần chậu lâu năm. Cây này cao 40, tán ngang là 45. Hoành thân là 17. Mã D4 giá chỉ 900 mình bao ship. Cây chỉ cần rất là to. Cây tiếp theo là cây hải châu mã D5, giá là 1.900.000 mình bao ship. Cây này cũng chỉ cần nuôi rất là lâu năm. Chiều cao là 42, tán ngang là 50,
giá là 1.900.000 bao ship. Phần tại vị trí đó là 29. Cây gốc rất là to. Chỉ cần là nuôi rất là lâu năm. Cây cuối cùng trong clip là cây Hải Châu mà D6, giá là 900 bao ship. Cây có chiều cao là 35, tán ngang là 35. Phần thân là 15, giá chỉ 900 bao ship. Cây này cũng chỉ cần cũng nuôi lâu năm, giá trị 900 bao ship. Mã D6 là mã kết thúc clip ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video. Mọi người chốt thì liên hệ 098 1950 182, đây cũng là số Zalo của mình.